Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại Trung lại lên thêm một cái video giới thiệu với anh em một cái cặp xích nữa. Xích này thì nhỏ hơn nữa nhé anh em. Còn lung tung hết. Cứ đăng từng cặp thôi. Đây là một sợi nhé. Quay đầu trở về này. Một sợi là 6 ly, một sợi là 7 ly nhé. Đây hai sợi này nhỏ xíu rồi. Xích rất là đẹp luôn nhé anh em. Thích ba làn điện nên nó trắng tinh này. Xích này thì cũng là bá lan điện mà xích đen bình thường, không có mạ. Cái xích này nó có mạ này, xích này không mạ này, bốn lự nhá, không xét không rổ nhá nè. Rồi số mét của nó đây, nó có cái bá lan điện, nó có cái là chặn xích này, chặn có công tắc hành trình này. Anh em về lấy lục giác vặn nó ra, bỏ ra bình thường nhá. Có hai cái lục giác trong đây này, 12m9 nhé này, 7 ly 12m9 này, và cái sợi 6 ly này thì nó là 5m2 nhé. Hai sợi, sợi này thì cực kỳ dài luôn, 12m9, đo chưa kỹ lắm đấy, có thể là nó cả 13m luôn, vì lý do cái chỗ quay đầu đấy thì tính sơ sơ thôi, không có tính kỹ. Nhỏ gọn và đủ dài nhé. Anh em có cần cái công việc gì mà dài dài một tí thì anh em xem thử nha. Này 7 ly nha. Còn cái sợi này là này 6 ly nha. 6 ly 3 gì đây. Nó hơn một tí. Dài 5m2. Có chữ nghĩa gì ở đây đây. F59, F50 gì đấy không biết nữa. F59 gì đây. Này, có cái con chặn hành trình nữa này. Con này cũng có nữa nhá. Có hai cái lục giác này, anh em không xài cái chặn xích thì tháo ra bỏ nhá. Rồi, chung lại thêm hai cái sợi xích nhỏ như vừa mô tả, 6 ly 5m2 và 7 ly 12m9 nha em. Anh em xem có ngay việc sợi nào thì anh em cứ alo nhé. Giá để ở trên tiêu đề, giá là Trung để cái giá sẹt cái su ly đấy để anh em tiện theo dõi cái giá của nó nhé. Giá công khai trên bài luôn. Rồi Trung kết thúc video, Trung cảm ơn anh em đã xem video nhé.